Chào mừng các bạn trở lại với Automai. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chiếc VinFast VF7, một chiếc xe thuần điện thuộc phân khúc crossover hạng C. Đây là một chiếc xe có khá nhiều tranh cãi, rất cá tính và nhiều điểm thú vị. Tuy nhiên, cũng còn một số cái điểm cần phải khắc phục hoàn thiện. Cụ thể như nào thì các bạn theo dõi ngay sau đây. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết thì tôi mong bạn nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút hình chuông, hãy dành cho chúng tôi vài giây để làm điều đó, ủng hộ chúng tôi sản xuất những video mới chất lượng hơn. Vâng, đây là một chiếc xe VinFast VF7 bây giờ đã đi được 5.000 cây và chiếc xe mang biển số Sài Gòn tôi mới mượn được. Thế thì chiếc xe này tôi cũng phải nói luôn là chủ xe đã độ đẽo khá là nhiều. Họ làm vành lốp, rồi là warp cái màu xe, rồi là hệ thống treo, rồi cách âm, bên trong có gương điện, vân vân. Những phần độ thêm đó sẽ gia tăng giá trị cho chính chủ của chiếc xe này, nhưng điều đó cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến cái kết quả của thử nghiệm. Và vì thế, một số kết quả tôi chia sẻ sẽ mang tính tham khảo thôi. Vâng, đi vào chi tiết luôn đây. Thì chiếc xe này, nếu về mặt tổng quan thì thực sự là rất là cá tính, đúng không ạ? Và tôi tin đây là chiếc xe tốn nhiều giấy mực, rồi là thu hút sự quan tâm đặc biệt nhất của người dùng Việt khi mẫu xe này chưa được tung ra thị trường. Nó được tung ra bằng những cái hình ảnh thiết kế, rồi những cái xe mẫu ở triển lãm Mỹ, và nhiều người rất mong chờ chờ đợi chiếc xe này ra mắt, mong chờ nhiều hơn cả VF8, nhiều hơn cả VF9 cơ. Và thực tế hiện giờ chiếc xe này đã được thương mại rồi, nhưng theo quan sát của tôi, số lượng những cái xe thương mại trên thị trường hiện nay vẫn còn khá là khiêm tốn. Xe này có hai phiên bản, bản thấp và bản cao. Đây là bản Plus và chủ xe mua pin luôn. Đấy, thì bản thuê pin là 999 triệu, còn bản mua pin này là tỷ 2 đấy. Đây là bản trần thép luôn. Còn nếu mà ai thích cái bản trần kính thì có thể thêm đâu đó hình như hơn 20 triệu thì phải. Quả thật về mặt ngoại thất thì chiếc xe này quá là cá tính. Chúng ta nhìn bất kỳ góc nào, từ trên xuống, từ chéo sang bên trái, bên phải, từ đằng sau lại, từ ngang bên hông, tất cả các cái góc cạnh đều cho ta một cái kết quả rất là đẹp. Và tôi cho là đẹp nhất là phần đầu xe này. Thiết kế cái đèn led cánh chim, rồi cụm đèn chiếu sáng, rồi cái hốc hút gió này, nó tạo ra một tổng thể rất là đẹp. Cụm đèn chiếu sáng này là dạng đèn led projector này, có các tính năng tự động bật tắt và tự động cụp khi gặp xe ngược chiều, tương tự như là VF8. Ở phía bên hông xe này thì chiếc xe cũng thiết kế khá là cá tính. Bộ vành lốp nguyên bản là loại vành tương tự như VF8 Plus, tức là vành 20 inch và lốp 245/45R20. Tuy nhiên đây là cái phiên bản chủ xe đã độ rồi. Phần tay nắm cửa của VF7 được thiết kế tương tự như đàn anh VF9. Đó là thiết kế dấu tay nắm, và nó có lợi thế là phần khí động học giúp cho không có hiện tượng bị gió ở đây. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với rất nhiều người thì cái việc mở cửa dạng như thế này sẽ không thực sự là khiến họ thích đâu. Họ thích cái kiểu truyền thống hơn. Ở phía đuôi xe này cũng vậy. Chúng ta thấy một tổng thể thực sự là rất là bắt mắt, với những cái viền mạ chrome trang trí này, rồi là cái thiết kế đèn chữ V cánh chim rất đẹp vào buổi tối. Và đặc biệt đấy là cái cụm đèn hậu thiết kế theo chiều dọc này, rất là cá tính. Đấy. Dẫu vậy, do là một người trung niên rồi, có lẽ là tôi thấy cái thiết kế này vẫn không phù hợp với tôi, cá tính quá. Và cái yếu tố thể thao mà tôi vừa nói tới đấy, nó cũng thể hiện cực rõ trong cái kích thước của chiếc xe. Xe dài chỉ có 4,5m hơn một xíu thôi, nhưng chiều dài cơ sở lên tới 2,84m cơ. Và đây, đặc biệt là cái khoảng sáng gầm lên tới 19cm đấy, nó sẽ giúp cho cái việc di chuyển qua các cái vật cản nó dễ dàng hơn, đỡ bị chạm gầm hơn so với đàn anh VF8.
Và đây là không gian của chiếc VF7. Vâng, các bạn thấy thế nào? Cá nhân tôi nhận thấy đây là một cái thiết kế rất là cá tính. Đầu tiên, phần màn hình điều khiển, màn hình giải trí ở chỗ này. Nó cũng như VF8, nó không có cái màn hình phía người lái mà nó chỉ duy nhất tập trung vào chiếc màn hình giải trí kiêm điều khiển ở đây. Màn hình này thì so với VF8 là nhỏ hơn, có 12.9 inch, trong khi đó của VF8 đâu đó 15.6 thì phải. Đấy. Và đặc biệt, nó thiết kế rất cá tính là nó thiết kế hướng về người lái. Điều này thì nó giúp cho người lái quan sát dễ hơn, thích thú hơn và phù hợp với những cái ai sở hữu xe VF7 mà đi một mình. Thế còn trường hợp người ngồi sau thì lại không được thích cho lắm. Có một anh bạn chia sẻ rằng nếu mà vợ em mà đi chọn xe mà thấy cái màn hình nó như thế này là vợ em không chọn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là một chi tiết nhỏ thôi. Không chỉ vì một cái màn hình mà lại có thể thay đổi cái quyết định mua xe được đâu. Nhưng mà thực tế thì cái gì cũng có thể xảy ra. Đấy, và điểm thứ hai khác biệt so với VF8, các bạn có thể nhìn thấy đây là toàn bộ cái phần phím số đã được thiết kế dạng phím bấm piano. Việc đưa lên đây thì giúp cho cái không gian chứa đồ ở phía dưới này nó rất là nhiều, gồm cái chỗ này là sạc không dây này, rồi là các cái hộp đựng cốc, rồi là các cái cổng sạc, rồi là cổng USB. Đấy, để đồ ở đây, và cả hộp đựng đồ phía trong này nữa, cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, trong này thì không có cổng gì nữa. Và ở phía dưới này các bạn có thể nhìn thấy này, đây phía dưới cái yên này cũng có một khoảng trống để chúng ta để đồ. Đấy. Điểm giống tiếp theo ở trên chiếc VF7 này chúng ta thấy là nội thất bằng da cũng khá là xịn sò, đấy, mềm. Và ở hàng ghế trước này thì nó bao gồm có sưởi này, có thông gió luôn. Đấy. Hàng ghế trước này thì không thua kém gì VF8. Tuy nhiên về mặt chất liệu da như chiếc xe đời đầu VF8 của tôi thì thua kém một xíu thôi, tức là chiếc xe của tôi là xe da Nappa. Một phần tiếp theo nữa đáng để nói đó chính là cái phần vô lăng này. Vô lăng này có một số điểm hay hơn và một vài điểm kém hơn so với VF8. Điểm hay mà tôi muốn nói tới đó chính là một cái thiết kế nó nhỏ gọn và cái đường kính này nó to hơn so với của VF8. Nên là với những ai mà thích cầm cái vòng tròn vô lăng này to hơn một xíu mà có cái xu hướng thường phải bọc vô lăng ấy thì chiếc xe này là phù hợp hơn. Còn cá nhân tôi thì tôi thấy cầm VF8 thích hơn, nhỏ gọn, tôi lại thích nhỏ gọn. Còn về các phím điều khiển ở trên này thì tôi thấy hai chiếc xe gần như nhau. Ở bên trái là các phím điều khiển âm lượng, rồi ra lệnh giọng nói, rồi bên phải là các cái phím về ADAS ấy, ví dụ như là ga tự động thích ứng, rồi là hỗ trợ lái, vân vân. Tuy nhiên, ở trên chiếc vô lăng của VF7 này chúng ta không nhìn thấy những camera nó ở hai bên vô lăng này và ở phía trước này. Điều này sẽ cho thấy rằng là xe này sẽ thiếu cái tính năng nhắc nhở rồi là cảnh báo buồn ngủ. Đây là một tính năng cực kỳ thiết thực và đối với cá nhân thì tôi mê tít ở trên chiếc VF8 bởi vì tôi có cái điểm yếu đó mà. Thế còn việc chỉnh vô lăng thì có thể này, gật gù bốn hướng nhưng mà nó là chỉnh tay. Với cái thiết kế này thì nó khá là thể thao và cái điểm thể thao nó cũng thể hiện ở những cái phần thiết kế, phần nắp capo ngắn và nhờ đó cái tầm quan sát của người ngồi trên xe ở vị trí này như của tôi đây hiện nay là rất là tốt, quan sát phía trước là tốt hơn so với chiếc VF8. Tuy vậy nói về việc quan sát thì tôi lại thấy rằng là cả ba anh em VF7, VF8, VF9 là đều có một cái điểm chung không mấy thú vị, đó chính là góc chữ A VinFast thiết kế hơi to và khi mà vào cua bên tay trái thì cái phần này nó chiếm diện tích khá lớn và nó cũng cần phải được cải thiện trong thời gian tới. Tôi nghĩ vậy. Nhân đây nói chuyện tới phần thiết kế thì tôi còn nói luôn là về thiết kế. Khi ngồi lên xe này các bạn sẽ thấy là phần thiết kế thể thao cá tính ở bên ngoài nó sẽ trả giá bằng việc là cái phần không gian của cái kính cửa sổ này là cảm thấy nó nhỏ lại này. Cái phần cửa này nó cao lên này, như tôi đã nói ở trong video đầu tiên trải nghiệm. Nó cao lên gần bằng ngang vai này, rất là cao cho người cảm giác thụt ngồi thụt xuống thể thao này. Nhưng cái quan trọng hơn cả là khi nhìn sang bên phải kia,
là ta thấy cái gương chiếu hậu bên phải nó bị cái thành của cái cửa là che mất một phần. Đây là một cái điểm mà tôi nghĩ là cần khắc phục trong thời gian tới trên chiếc VF7 này. Ngoại trừ sự khác biệt về mặt kích thước thì tính năng ở trên chiếc VF7 Plus này tôi thấy không khác gì mấy so với trên chiếc VF8 Plus mà tôi đang dùng. Đấy, đầy đủ các tính năng, đây là chỉnh gương chiếu hậu, rồi là cái phần cài đặt màn hình kính lái, rồi phần drive mode tương tự với 3 chế độ lái, chế độ chậm vân vân, rồi là phần điều khiển nhanh này. Đấy, rồi nữa là đến các phần kết nối, rồi thông tin hiển thị. Ngoài cái việc là hàng ghế trước có thông gió và sửa tương tự rồi thì chiếc xe này nó chỉ nhắc nhở cảnh báo thắt dây an toàn ở hai ghế trước này thôi, tức là ở hàng ghế trước mà thôi, chứ còn nó không có ở hàng ghế sau. Đấy. Và cái âm cảnh báo của xe thì khá là to. Thế còn phần cài đặt thì nó cũng tương tự như nhau hết, giống nhau đến 90% luôn. Cũng như VF8 thì chiếc xe này tung ra thị trường được vài tháng rồi, nhưng mà cái phần ADAS thì vẫn chưa được cập nhật. Trong thời gian tới hệ thống sẽ được cập nhật. Ví dụ như hiện nay nó chưa có Apple CarPlay, Android Auto hay là hỗ trợ lái ga tự động thích ứng thông minh vân vân. Hiện nay nó chưa có, nhưng mà nó có cái đèn pha tự động bật tắt rồi. Vâng, sau khi đã chỉnh ngồi thoải mái ở hàng ghế trước thì tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc VF7. Các bạn thấy thế nào? Thanh thang đúng không ạ? Cái khoảng cách từ đầu gối của tôi lên tới hàng ghế trước thì lên tới đâu đó hơn 20 phân như này. Quá là rộng rãi luôn. Thực sự là với một chiếc xe cỡ C nhưng có cái trục cơ sở lên tới 2m84 như chiếc xe này, nó đã giúp cho cái không gian tôi thoải mái như này, rộng rãi như này. Đấy. Chất liệu ghế da đục lỗ. Tuy nhiên là ở đây thì không có làm mát hay là không có sửa gì cả nhé. Đấy. Xe cũng có cái bệ tì tay trung tâm đây, với cái hộc để cốc đây. Đến đây. Rất là thoải mái và có phần tiện nghi. Nó có cửa gió hàng ghế sau đây. Nó có cổng USB này, cổng sạc này, hai cổng sạc và thậm chí có cổng Type-C lên tới 90W luôn này. Rất phù hợp với các thiết bị di động. Có hộc đựng đồ phía sau này. Và một điểm hơn, một điểm kém ở phần phía sau này so với chiếc VF8 đó là gì? Hơn, thiết kế của xe này, cái sàn phía sau phẳng dẫn đến là không gian nếu đi lại hay là đưa chân qua chân lại rồi đặt đồ các loại là thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên đây cũng là một cái điểm khác biệt nữa, và đây là điểm trừ của chiếc xe này. Đây các bạn có nhìn thấy không? Tư thế tôi ngồi như thế này thì cái phần cuối của phần đùi này đã không chạm với ghế. Điều này khiến cho cái đầu gối của tôi luôn ở trong tình trạng là mình phải ngồi, cái bàn chân này là phải chịu trọng lượng, trọng lực của cái phần đầu gối này. Thay vì nếu mà chẳng thẳng để xuống như này, nếu để được phần đây thì cái trọng lực này nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Chân như thế này thì rộng rãi đấy, nhưng mà nó lại có cái nhược điểm là nó bị cái tư thế ngồi không được thoải mái cho lắm. Và đây là khoang hành lý của chiếc VF7. Với việc thiết kế nhỏ gọn linh hoạt thì chiếc xe này có một cái khoang hành lý khá là khiêm tốn. Chiếc xe này không có lốp dự phòng và không có một cái miếng xốp dự trữ để chứa lốp dự phòng sẵn như VF8. Tôi dùng luôn một chiếc lốp dự phòng của VF8 để đi cho những ngày mượn chiếc xe này. Và kích thước của chiếc lốp đã choán hẳn cái chiều rộng của khoang hành lý rồi. Lý này nhìn qua như này thì nó chỉ tương đương với một chiếc xe Vios gì đó. Cái yếu tố cá tính thể thao của chiếc VF7 không chỉ thể hiện qua mặt hình thức của thiết kế bên ngoài, mà nó còn thể hiện đặc biệt ở cái phần động lực bên trong. Đấy. Xe được trang bị motor và động cơ công suất lên tới 260 mã lực và mô men xoắn lên tới 500 Nm.
khả năng tăng tốc của chiếc xe theo công bố của nhà sản xuất chỉ 5,8 giây trên 100 km. Kết quả thực tế có được như thế không thì mời các bạn theo dõi tiếp. Thế nhưng chiếc xe này được trang bị pin CATL là pin mới nhất, được ưa chuộng nhất ở Việt Nam hiện nay với dung lượng hơn 75 kWh. Thực tế thì thời gian sạc ở nhà của tôi thấy rằng là với bộ sạc 11 kW của VinFast đấy thì chiếc xe này sạc một tiếng đâu đó được khoảng 11,5%. Đấy. Và sạc ở nhà thì cái tổn hao nó cũng khá lớn, khoảng tầm hết 90 số điện để sạc cái dung lượng pin 75 kW này. Tuy nhiên như tôi đã chia sẻ, cái việc mà tốn đấy nó không đáng kể khi bù lại bằng hai cách. Một là sử dụng điện 3 pha với giá tốt. Hai nữa là cái tính tiện lợi khi sạc tại nhà, không khác gì là ta mang trạm xăng, trạm dầu về đổ cho chiếc xe động cơ đốt trong của mình ở nhà. Thế nên là rất là tiện lợi. So với người đàn anh VF8 thì không gian phần phía trước capo của VF7 khá là chật chội và nó không còn chỗ để chứa một cái cốp trước nữa. Cũng như là về mặt trang bị thì chúng ta có thể thấy cái chống nắp capo này là chống cơ chứ không phải là dạng tuy thể lực như đàn anh VF8. Theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc xe này có khả năng di chuyển lên tới 431 km sau một lần sạc đầy theo cái tiêu chuẩn WLTP của châu Âu. Thực tế như thế nào thì mời các bạn cùng chúng tôi kiểm chứng. Nói tới xe điện là mọi người thường nói luôn tới pin và quãng đường di chuyển. Thực tế thì hôm vừa rồi tôi có dịp đi một cái cung đường Hà Nội Hòa Bình và một vòng như thế. Thì tôi đi còn có 9% pin. Thế thì thực tế là tôi đi được khoảng tầm 370 km thôi. Đấy là trong điều kiện tôi đi trời nắng nóng, bật điều hòa đầy đủ và số người thường từ 2 đến 3 người, có cả dừng chờ rồi là bật cắm trại vân vân. Rõ ràng cái điều kiện thời tiết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả quãng đường di chuyển. Bởi vì cũng chính chủ chiếc xe này chia sẻ cho tôi biết là anh ấy đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội lòng vòng thì khoảng tầm 400 cây sau một lần sạc đầy, mà lúc đấy pin của anh ấy vẫn còn đến 20%. Có nghĩa là nếu đi kiệt thì hoàn toàn có thể đạt đến 450 hoặc cao hơn. Một lần nữa cho thấy rằng là cái điều kiện thời tiết nóng quá, lạnh quá, thói quen di chuyển, chế độ di chuyển khiến cho quãng đường di chuyển nó thay đổi rất nhiều. Và các cái tham số mà tôi vừa chia sẻ cũng chỉ mang tính tham khảo. Phần tiếp theo liên quan đến khả năng vận hành của chiếc xe, và tôi nghĩ với những người cá tính thì đây chính là cái chất gây nghiện đối với họ. Thứ nhất là về khả năng tăng tốc thì như các bạn đã biết, công bố của nhà sản xuất 5,8 giây, thực tế chúng tôi trải nghiệm nó cũng nhanh không hề kém luôn. Đấy, các bạn có thể theo dõi thêm kết quả trên màn hình, rất nhanh. Khi cầm thậm chí đạp thốc ga tôi cảm thấy như chiếc xe nó đang vút lên một cách mãnh liệt. Chính nhờ cái sức mạnh vượt trội như vậy thì nên là chiếc xe này có giúp người lái có thể làm chủ các cái tình huống rất là dễ dàng, và cộng thêm cái sự linh hoạt nhỏ gọn với cái thiết kế tổng thể chiều dài đâu đó chỉ hơn 4 mét, nên là chiếc xe này linh hoạt và một lần nữa nó cho thấy nó phù hợp với những ai đi một mình và hoàn toàn có thể len lỏi trong phố rất là thuận lợi. So với đàn anh VF8 thì chiếc xe VF7 này gây ấn tượng mạnh với tôi ngay kể cả khi chiếc xe này mới ở bản tiền thương mại như tôi đã chia sẻ, bởi hệ thống treo và cách âm nó không còn ù như chiếc VF8 nữa. Tất nhiên các bạn có thể tham khảo thêm cái kết quả đo độ ồn của chiếc xe này khi mà tôi chạy với các giải tốc độ khác nhau. Ví dụ như giải tốc độ tầm 60 km/h thì các bạn thấy đâu đó nó chỉ tầm 58 dB. 80 km/h đâu đó khoảng 61, và 100 thì nó chỉ khoảng trên 63 một xíu thôi. Đây là một cái con số rất ấn tượng. Tất nhiên đây không phải là xe nguyên bản mà đã có cái sự chống ồn rồi, nên kết quả mới được tốt như vậy.
nhưng mà ngay kể cả bản tiền thương mại mà tôi đã lái thử và cái bản thương mại khác thì tôi thấy cũng rất là tốt. Nếu các bạn để ý so sánh với kết quả đo độ ồn ở một số đơn vị khác thì thấy chênh lệch rất lớn. Vì sao lại như vậy? Vì địa điểm đo và cách đo khác nhau. Chúng tôi thì giữ quan điểm là đo độ ồn ở cái đường khô ráo và không có phương tiện giao thông khác hoặc là những cái điều kiện bên ngoài khác ảnh hưởng đến độ ồn của chiếc xe. Thế còn có thể một số anh em khác lại đo trên đường cao tốc hay là gì đó thì có những cái phương tiện đi bên cạnh nó sẽ ảnh hưởng dẫn đến kết quả nó khác nhau. Sự cải thiện hệ thống treo không chỉ giúp cho xe cách âm tốt hơn, chống ù tốt hơn mà nó còn giúp cho chiếc VF7 này có khả năng thực sự là ổn định, chắc chắn, mà tôi nghĩ rằng là nó chắc như con cua gạch. Nó phù hợp với ai thích tốc độ, thậm chí nói vui vui nó là thích xào trẻ, đấy, luồn lách, chắc lắm, đi vào cua rồi phanh tốc độ cao đều cảm thấy rất là an tâm. Tất nhiên nếu so với VF8 thì độ ổn định của chiếc xe này không thể đọ lại được rồi. Nhưng mà nếu mà so với cùng phân khúc thì thực sự nó là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Tuy vậy có một điểm yếu của VF7 mà tôi nghĩ cần phải khắc phục, đó là cái tiếng ồn gió. Thì qua quá trình chạy ở các cái giải tốc độ, đặc biệt là từ tốc độ 60 đến 80 km trở lên, thì tôi thấy là cái tiếng ồn gió xuất phát ở phía hai bên cột A này và phần gương đấy khá là lớn. Có một điểm mà VF7 hơn VF8 đó chính là cái hệ thống camera 360. Khi xi nhan là xe sẽ tự động bật cam rất là hay. Và đặc biệt là khi đi gần những cái vật cản như là khi dừng đèn đỏ chẳng hạn, xe máy, ô tô xung quanh thì chúng ta sẽ nhận thấy cái phần giả lập cái nắp capo ở đây. Nói chung là nhìn rất là thích, hay hơn, nét hơn so với VF8. Chúng ta cũng có nhiều lựa chọn khác nhau. Đây này. Đấy. Lựa chọn hiển thị. Đấy, bên hai bên, phía trước, phía sau. Đấy. Điều hòa làm mát của VF7 cũng là một thứ mọi người rất quan tâm. Thực tế tôi cũng rất để ý việc này. Tôi thấy khả năng làm mát của xe rất tốt. Tất nhiên, nếu so với chiếc VF8 của tôi mà sau khi thay cái bổ sung dàn nóng thứ 3 ấy thì không bằng. Bởi vì thực tế sao? Nhiệt độ thấp nhất mà tôi đo được ở cửa gió chiếc VF7 này đâu đó chỉ hơn 6 độ. Nhưng thấp nhất đối với chiếc VF8 của tôi là chỉ có 3,5 độ. Đấy. Tuy vậy thì trong video mà tôi đã chia sẻ trước đây năm ngoái ấy, thì các bạn thấy chiếc xe xăng như Vios thì nhiệt độ thấp nhất đâu đó cũng chỉ có 8 độ thôi. Đấy, thế nên là cái này đảm bảo với các bạn là lạnh sâu, mát sâu, không lo gì cái vấn đề là không mát. Còn cái mặt mà chưa được đó chính là các bạn có nghe thấy không? Hiện nay đang nóng nóng đấy, có thấy là cái lốc điều hòa có thể quay và kêu hơi to, nó như là tạo tiếng ve rít, nó cũng có phần gây khó chịu. Tôi nghĩ cái đặc điểm này nó giống so với chiếc VF8 mà có hai dàn nóng. Nếu bổ sung thêm một dàn nóng tương tự như kiểu VF8 thì tiếng như vậy sẽ chấm dứt ngay, hết ngay. Hy vọng VinFast sẽ sớm hoàn thiện việc này trong thời gian tới. Một chiếc xe thiết kế thực sự là rất là đẹp, ấn tượng, cá tính, nhưng lại không dành cho số đông. Đó là nhận xét của cá nhân tôi về chiếc xe này. Nhưng đó là nhận xét mang tính rất chủ quan mà thôi. Thế còn theo các bạn thì sao? Các bạn có đánh giá nhận xét gì về chiếc VF7 này? Ngoài ra, có những băn khoăn, thắc mắc nào mà chưa được giải đáp thì hãy mạnh dạn chia sẻ cho chúng tôi bằng cách bình luận ở dưới video. Vâng, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.